Xin chào anh chị nhé. Hiện tại tôi đang đứng ở đây là thuộc ấp Đồng Búa, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị nhé. Thì đây là cái khu này là trung tâm của ấp Đồng Búa nhé. Cây xăng này, nhà dân này, tạp hóa là rất là đông đúc nhé. Trước mặt chúng ta là trường học luôn anh chị. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh chị một cái miếng đất là 16 hecta nằm trên hai bên mặt đường này, hai bên mặt đường nhựa này anh chị nhé. Đấy, khoảng chừng 500 mét nữa là tới đất của chúng ta. Đó, đây ạ. Dân cư ở đây rất là đông đúc nha anh chị nhé. Đó, rất là đông đúc ha. Chúng ta cứ đi thẳng khoảng 8 cây số nữa là ra được DT741 anh chị nhé. Đó, cứ đi thẳng đường này luôn thì đất chúng ta là gần tới rồi. Đó, đây là trường học này. 4 cây à? 4 cây hay 8 cây anh? 4 cây. 4 cây nữa là ra DT anh chị nhé. Tôi lại cứ thấy nó xa xa này, tôi lại kêu tận 8 cây cơ. Đó. Đất của chúng ta ngay đây. Bắt đầu từ đây là đất của chúng ta. Khúc cua này là đất của mình nhé. Đây là đất của mình, 16 hecta, 16 hecta nằm trên hai bên mặt đường luôn anh chị nhé. Bên này nhá, đó, bên này này, bên này cái vườn bên này á nó khoảng được 400 mét mặt đường, còn cái vườn bên này nó khoảng được 300 mét mặt đường. Đó, bắt đầu từ đây, đó, rồi bên này hai bên nhá, bắt đầu hai bên là của mình hết nhá, hai bên của mình luôn. Hôm nay thì cao su ra lá, cái lá non này nhìn nó mát hơn lúc mùa khô. Đó, hai bên mặt đường anh chị nhé. Tổng diện tích là 16 hecta, giá bán là 1,5 tỷ trên một hecta, 1,5 tỷ trên một hecta anh chị nhé. Thuộc ấp Đồng Búa, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước nhé. Đất nằm trên hai mặt đường nhựa, hai bên đó, một bên là khoảng được 400 m, một bên là 300 m. Cách DT741 ủy ban nhân dân Thuận Phú khoảng 4 cây, cách Đồng Xoài khoảng 12 đến 15 cây chị nhé. Đó, đến đây là kết thúc đất rồi. Thì mọi thông tin về cái quỹ đất của 16 hecta của ấp Đồng Búa, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước thì anh chị liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0918 645 130 nhé. Ngoài ra thì anh chị có thể truy cập website của công ty là cvtland.com để theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi. Thì anh chị vui lòng ấn chuông đăng ký kênh của công ty đầu tư phát triển CVT Land để nhận được những video mới từ chúng tôi nhé. Xin cảm ơn.